ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt được Nguyễn Thanh Điền là đối tượng truy nã sau gần 9 năm lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã khác là đối với Điền về hành vi tham ô tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 20 tháng 1 năm 2011, Nguyễn Thanh Điền, sinh năm 1977, ngụ buôn bản Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu lợi dụng chức vụ thủ quỹ đã chiếm đoạt tổng thể hơn 200 triệu đồng tiền lương của giáo viên trường tiểu học buôn bản Long Điền Đông A, huyện Đông Hải rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, trong thời gian bỏ trốn, Điền làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cho đến khi bị bắt. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu làm